mình làm một cây bonsai có nhánh lông nha anh em. Bonsai này cái mai này, mai này nó lai lai như mai Bình Định đây ha. Hôm giờ mình phải làm chút, mai là của khách nha. Mai này có giá kéo ra đi rồi à. Kéo ra đi rồi à. Dưới đất rồi tiên chi. Giờ chi tiên chi. Xong rồi cũng sốt quá. Có dầu luôn cái này không? Có anh Tư bỏ trì mà. Đó giờ thấy nhà có những con chín màu biết giờ cái gì? Trời ơi, có cái nhà phố thật. Có cái này ngon rồi, cái này phải bán rẻ mua mắc mắc quá, không nổi. Cái dầu luôn mà. Cái này dầu luôn luôn nha. Chào làm thẳng vậy, Linh vừa thấy chậu chơi luôn. Vô luôn phải cho chứ bán gì. Ê chân vô luôn phải cho vô luôn chứ bán vô luôn. Hôm nay cái này thì về cắt tỉa lại quay lại thì về có chuyện sản hết rồi. Cái này cái gì? Tại kim phát tài.
Nhục cái gì? Ừ. Nhục cái bón. Ừ, đem về bỏ chậu á, chậu trắng, một cái chậu trắng cao rồi nè. Cái thứ mà chậu trắng cao như vậy. Nghiêm rất tài á. Rồi đúng đi. Vậy giá. Đây. Đó, giá nó tăng. Nó tài người ta hay để cơ quan rồi đó. Mà nói tới nha, cơ quan mà mày để nhà đẹp được không chứ? Lấy xe bộ tính cho để 3 cây này đó, bạc để đi chạy, chợ lo chạy về hồi xuống trả xe. Lần 1. Bao luôn. Mà lấy tiền mua tủ quá, ra tủ. Đây nhìn ra ngoài đúng không? Đó, nó lớn lắm nổi nè. Để nó đứng luôn. Mời thích cái nào lấy về trồng cây đó mời. Chuyển nè. Dạ. Trời tao nhắc mình lấy. Đi con cây nào con không phái đâu mà không tiền. Tao đẳng nhắc. Chuyển. Tao chuyển mà tốn tiền tao thấy không? Chuyển tôi bán đâu có tiền. Nè tao nhận cây khó nè. Đáng là nhiều cây xuống bằng anh chút tám cây nữa. Có tiền rồi không? Bằng anh chút tám cây. Khỏi chơi, đã chơi. Chơi. Trời đi, chạy yếu. Lót cái bao. Cây tới bộ rễ thôi. Dạ. Nổi ta nhé. Đi đâu ít có cây nào được vậy chứ không? Hoàn thiện nha anh em. Cây này có con sai cây giao luôn nha. Anh em nào thích là cây này có giao luôn. À, chính đọc đọc số điện chứ đọc số điện đi à, số điện là 03 366 562 63 nha anh em. Cây này là cây giao luôn nha. Cây này cây đế non nhưng mà dán dán lông nha anh em. Cây này tết là vô chậu để ngay cửa rất hay nha, may mắn nha, lông đến nhà nghe anh em. Cây này có duyên lắm. Nè, dưới chân bầu. Chân trong của nó nè. Thấy chân bầu này nè, áp vô nè, bây giờ mình thấy hết đô đế nè. Cũng đô rất là đẹp nha anh em. Chân có duyên lắm. Cây này chỉ cành đều. Cây này là cây giao lưu nha. Cây này thì chẳng 25 mà, nhưng mà cái đế nó đẹp lắm. Rồi ha, cây mình đã hoàn thiện. Rồi. Rồi, cây mình hoàn thiện anh em. Anh em thích nào thì thích thì có giao lưu ha. Rồi mình nếu anh em thấy cây này thích thì anh em nhớ đăng ký kênh mình ha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.